Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy tại trung cư mini ở Khương Hạ bắt nguồn từ bình ắc quy một xe máy động cơ xăng loại xe tay ga. Liên quan vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại trung cư mini ở quận Thanh Xuân Hà Nội khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã xác định nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn. Theo đó, ngày 19 tháng 9, công an thành phố Hà Nội có thông báo kết luận giám định về nguyên nhân vụ cháy xảy ra ngày 12 tháng 9 tới chủ các căn hộ ở nơi xảy ra hỏa hoạn. Thông báo kết luận giám định của cơ quan chức năng nêu rõ, điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực giáp tường phía nam, cách tường phía đông khoảng 2,3 m thuộc tầng 1 bên trong khu nhà ở, nhiều căn hộ. Về nguyên nhân cháy, Công an Hà Nội xác định là chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực Bình Ác Quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng loại xe tay ga, đặt giáp tường phía nam tầng 1 gây cháy. Sau đó cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường phía nam tầng 1 và cháy lan ra xung quanh. Theo thông báo của Công an thành phố Hà Nội, trong số 4 bình chữa cháy tại trung cư mini được gửi giám định, có 3 bình chưa được sử dụng. Trước đó, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, 44 tuổi, chủ trung cư mini nơi xảy ra vụ cháy, về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Theo các nội dung thông tin được công bố, trung cư mini bị cháy ở Hà Nội được cấp phép 6 tầng nhưng xây dựng 9 tầng. Quá trình xây dựng người dân xung quanh phản ánh tới chính quyền địa phương nhưng công trình vẫn tồn tại. Tháng 3 năm 2015, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân cấp giấy phép cho ông Nghiêm Quang Minh xây dựng tòa nhà riêng lẻ tại phố 37, ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Theo giấy phép, công trình được xây 6 tầng, chiều cao tương đương 20,2 m không tính tung thang. Tầng lửng và tung thang có không gian kỹ thuật. Tỷ lệ xây dựng là 70%, trong diện tích xây dựng tầng 1 có tầng lửng là 167,4 m2 trên thửa đất là 240 m2. Giấy phép xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư phải thi công đúng bản vẽ, đặc biệt phải liên hệ với cảnh sát phòng cháy chữa cháy để được hướng dẫn thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy trước khi đưa công trình vào sử dụng. Thế nhưng sau khi hoàn thiện, công trình này được xây cao 9 tầng, tỷ lệ xây dựng cũng đạt 100% diện tích đất, đều vượt so với giấy phép. Đặc biệt sau khi hoàn thiện đưa vào sử dụng, tòa nhà này trở thành trung cư mini với 45 căn hộ, khoảng 150 000 dân sinh sống. Tòa nhà chỉ có lối ra vào duy nhất, không có cầu thang thoát hiểm, không đảm bảo các yêu cầu về phòng chống cháy nổ. Người dân quanh khu vực ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ cho hay, từ khi chung cư mini này xây dựng, họ đã nhiều lần phản ánh tới cấp có thẩm quyền về việc tòa nhà xây dựng sai phép và không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng chống cháy nổ. Thế nhưng sau đó công trình tiếp tục được hoàn thiện, đưa vào sử dụng và để xảy ra vụ hỏa hoạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 56 người thiệt mạng, 42 người bị thương. Theo tổng hợp của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân, đến 17 giờ ngày 18 tháng 9, các cơ quan tổ chức, cá nhân doanh nghiệp các địa phương đã ủng hộ hơn 68 tỷ đồng cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại số 37 ngõ 29 trên 70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trong đó tiếp nhận hỗ trợ qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân bằng tiền là 8 tỷ 500 triệu đồng. Tiếp nhận qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình bằng tiền là hơn 59 tỷ 800 triệu đồng. Cũng theo thông tin từ Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân, công tác hỗ trợ các nạn nhân được quận và phường thực hiện rất khẩn trương, đến nay đã hỗ trợ bằng tiền mặt 7 tỷ 446,8 triệu đồng. Trong đó, quận Thanh Xuân hỗ trợ từ ngân sách đối với mỗi trường hợp tử vong 5 triệu đồng, hỗ trợ mỗi trường hợp bị thương 3 triệu đồng. Quận cũng đã thực hiện hỗ trợ theo Nghị định 20-2021 NDCP cho 44 trường hợp tử vong, 22 triệu đồng một trường hợp. Hỗ trợ cho 42 trường hợp bị thương, mỗi người 4,4 triệu đồng. Quỹ trẻ em của quận, hội chữ thập đỏ quận cũng có hỗ trợ các nạn nhân. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình hỗ trợ 142 trường hợp, mỗi trường hợp 40 triệu đồng. Vụ cháy trung cư mini ở số 37 ngõ 29 trên 70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân xảy ra đêm ngày 12 tháng 9 vừa qua khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương. Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, chủ trung cư nơi xảy ra vụ cháy, về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật hình sự. Theo cơ quan chức năng, trung cư mini số 37 ngõ 29 trên 70 phố Khương Hạ có diện tích khoảng 200 m2 với địa hình ngõ nhỏ, sâu, cách phố Khương Hạ khoảng 400 m, được xây kiểu nhà ống với một mặt tiền, ba mặt giáp nhà dân, có một tầng hầm để xe, 8 tầng căn hộ và một tầng tum. Tại đây có khoảng 150 người dân sinh sống. Đáng nói, ngôi nhà được phép xây 6 tầng, nhưng chủ đầu tư tự ý xây lên 9 tầng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan cố gắng cứu chữa tối đa những người bị nạn, xác định danh tính những nạn nhân thiệt mạng. Văn phòng Thành ủy Hà Nội ban hành thông báo số 1337 TBTU truyền đạt kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả vụ cháy trung cư mini 9 tầng ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, xảy ra đêm ngày 12 tháng 9 vừa qua. Ban Thường vụ Thành ủy nhận định đây là một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng và rất đáng tiếc, gây hậu quả thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Ban Thường vụ Thành ủy biểu dương các lực lượng chức năng, người dân đã có mặt kịp thời để chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, sơ cứu, cấp cứu, xác định danh tính của người thiệt mạng, động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất và nơi ở cho những người bị nạn. Để khắc phục hậu quả vụ cháy và tiếp tục làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp của thành phố thực hiện nghiêm công điện 796 CDTTG ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương và thành phố về công tác phòng cháy chữa cháy trong đó tập trung ưu tiên việc khắc phục hậu quả vụ cháy, làm tốt công tác cứu chữa, phối hợp với gia đình nạn nhân, an táng người thiệt mạng, đảm bảo an dân, an sinh xã hội, ổn định tư tưởng đời sống cho người dân. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh thăm cháu bé bị thương trong vụ cháy trung cư mini đang điều trị tại bệnh viện Sanh Pôn. Thông báo nhấn mạnh, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện thường xuyên liên tục là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đơn vị Thông báo cũng yêu cầu các cấp của thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỹ năng về phòng chống cháy nổ, tạo chuyển biến mạnh về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng cháy chữa cháy. Ban Thường vụ thành ủy sẽ chỉ đạo xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu buông lỏng quản lý để xảy ra cháy nổ ở địa phương, cơ quan đơn vị đặc biệt Ban Thường vụ Thành ủy, giao ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xây dựng chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng vụ cháy nêu trên để trình Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân quyết định theo thẩm quyền. Chính sách hỗ trợ theo hướng thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng một người thiệt mạng và 30 triệu đồng một người bị thương. Bên cạnh đó tiếp tục huy động hỗ trợ từ các nguồn xã hội hóa khác của thành phố, quận, phường và tổ chức đoàn thể xã hội, các cơ quan đơn vị Ngoài ra thành phố cũng hỗ trợ tiền thuê nhà ở mức 6 triệu đồng một hộ, đối với hộ gia đình 1,5 triệu đồng một người một tháng, đối với sinh viên, công nhân, người lao động thuê hoặc ở ghép tại căn hộ hỗ trợ cho mỗi cá nhân. Thời gian hỗ trợ là 6 tháng. Hỗ trợ toàn bộ chi phí tại bệnh viện đối với người bị thương trong vụ cháy phải điều trị tại bệnh viện, hỗ trợ tiền mua sách vở, đồ dùng học tập đối với trẻ em của các gia đình trong vụ cháy mức 5 triệu đồng một trẻ và hỗ trợ khác nếu gia đình có nhu cầu như hỗ trợ phí hỏa táng. Hỗ trợ tiền chăm sóc các cháu mồ côi là 100 triệu đồng một cháu. Thông báo cũng giao ủy ban nhân dân thành phố các cấp và quận Thanh Xuân phối hợp thực hiện hỗ trợ đối với những người bị nạn, hỗ trợ tạm cư và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu cho các hộ dân ảnh hưởng. Xem xét khen thưởng phù hợp cho tập thể cá nhân trong việc chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong vụ cháy ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan cố gắng cứu chữa tối đa người bị nạn xác định danh tính những người thiệt mạng phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm nếu có theo đúng quy định của pháp luật tiếp tục giả soát các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao để khắc phục ngay những tồn tại có nguy cơ cháy nổ trên địa bàn nhất là các trung cư mini các khu trung cư cũ khu tập thể và các khu vực đông dân cư Thông báo cũng yêu cầu kiểm tra, giả soát, đánh giá lại điều kiện, tiêu chuẩn, khả năng phòng cháy chữa cháy ở tất cả các lĩnh vực, các địa điểm, các công trình, đặc biệt là ở các khu trung cư cao tầng, khu đông dân cư, khu trung cư mini, cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Kiên quyết yêu cầu các chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ quản lý, chủ hộ sản xuất kinh doanh khắc phục tồn tại hạn chế về phòng cháy chữa cháy và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo giao Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa và Thông tin phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tạm dừng các hoạt động văn hóa thể thao của thành phố đến hết ngày 17 tháng 9 năm 2023, thông báo trong nội bộ thành phố. Theo đó, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chủ động giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho các nạn nhân được bảo hiểm một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết đang phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm đẩy nhanh các công việc có liên quan nhằm kịp thời giải quyết quyền lợi bảo hiểm về người và tài sản đối với các nạn nhân có tham gia bảo hiểm tại các doanh nghiệp bảo hiểm trong vụ cháy trung cư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa qua. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết sẽ thay mặt toàn thể các doanh nghiệp bảo hiểm hội viên để làm việc với các cơ quan liên quan, xem xét việc cung cấp các thông tin, số căn cước công dân, ngày tháng năm sinh, mức độ thiệt hại về người và tài sản nếu có của các nạn nhân bị thiệt hại. Trên cơ sở đó, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam sẽ chuyển tới các doanh nghiệp bảo hiểm hội viên để kịp thời tra soát dữ liệu đang lưu giữ để giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng nhất cho người tham gia. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cam kết sẽ chỉ sử dụng các thông tin này vào mục đích giải quyết quyền lợi chính đáng cho các nạn nhân một cách nhanh chóng và đầy đủ. Bảo hiểm đang giả soát thông tin để chủ động bồi thường. Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đối với các vụ việc thông thường, khách hàng tham gia bảo hiểm sẽ thực hiện gửi hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm xem xét giải quyết theo quy định của hợp đồng bảo hiểm. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam nhấn mạnh, nhưng với vụ việc đau lòng vừa qua, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm rất mong muốn chủ động giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho các nạn nhân được bảo hiểm một cách nhanh chóng, thuận lợi nhằm giúp các nạn nhân sớm vượt qua được mất mát và ổn định cuộc sống. Trước đó, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm yêu cầu báo cáo tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm trong vụ cháy trung cư mini phố Khương Hạ. Theo Bộ Tài chính, vụ cháy trung cư mini tại số nhà 37 ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội ngày 12 tháng 9 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhằm nhanh chóng khắc phục thiệt hại trên, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan và tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm do vụ cháy gây ra để đánh giá mức độ thiệt hại, xác định phạm vi bồi thường, trả tiền bảo hiểm và thực hiện các thủ tục giải quyết bồi thường bảo hiểm nhanh chóng kịp thời, đầy đủ cho người tham gia theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định của pháp luật. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức thực hiện hỗ trợ nhân đạo theo quy chế nội bộ và quy định pháp luật có liên quan